là bỏ 2.000 cho đó. Để từ người ta treo vô thôi chứ làm gì ra trái rồi. À thì nó treo. Cái bưởi á mà nó to vậy, gốc nó to. Cây này thuộc cây cổ thụ rồi. Dễ sợ. Này mà bán chắc mắc lắm ha. Quá trường đẹp. Này cái là bonsai nè. Mà gốc nó to quá. Chào ông bà. Chào ông bà. Con đã biết người nhà bên đây để cầu xin Chúa, xin Chúa chúng ta những lầm lỗi của ông bà cha mẹ anh chị em tin nhân, nguyện xin Chúa chúc lành ở đưa linh hồn tin nhân ông bà cha mẹ các em hãy về nơi vui phúc của Chúa. Các em về đây sau mười mấy năm thăm lại gia đình. Cuộc sống anh chị em chúng con cũng rất là khó khăn, không có điều kiện gặp lại thì
Then this is Miss In. Yeah. Em của mẹ. Yeah, well, chị. Older mother sister, okay? Older mother, yeah. Cái cô của để dành cho bà nội. All the people pass away, okay? They gone. Sau nhiều năm xa cách và sau đại dịch, tôi bình an trở về thăm viếng ngôi thánh đường xứ đạo năm xưa. Dù có nhiều thay đổi về hình thức, nhưng những kỷ niệm vẫn còn đó đầy ắp trong tôi. Và nhất là nơi ông bà tổ tiên, anh chị ở đó trong nhà chờ phục sinh. Tôi sao có thể quên được. Nguyện xin Chúa chúc phúc lành trên mỗi người chúng con hôm nay và mãi mãi. Amen.
Chào bà. Bà không biết gì hết. Ở đây không biết cái căn nhà này thôi chứ đâu có quen ai đâu. Gặp tụi con, tụi con chào thì chào vậy. Chị ở đây hả? Hay làm nhà thờ? Cái nhà đó. Đây là chị cái nhà thờ đi dây vô. Trong chi không, không có ai đón rước gì hết. Ở nhà mình á, tụi nó đi đâu mất tiêu không biết. Là chị, nhà chị ở đây mà chị có đạo không hả? Có đạo ở đây vô đạo nữa chừng, nhưng mà ông chồng mình đau giờ nằm một chỗ, tụi nó phải chăm sóc, mướn người ta không có nhận, thành ra nó phải chăm sóc tại vì ổng nặng quá mình dắt không nổi. Bây giờ anh giờ đỡ chưa hay không? Ở đây ở trong phố đường đi. Rồi chị ta đi ra đây nhà thì ở đây cho nên mình cứ ở phải ở coi nhà thôi không biết. Chào chị. Chị ơi, chị nói chị bao nhiêu? 99 tuổi. Nhắc thì nhắc. Trời ơi, không có tin được, nhìn vẫn còn trẻ lắm. Nha. Ở chừng 70 mấy á, còn 78 mấy. Dạ. Dạ thôi. Cái bông gì đẹp quá chị ơi. Ok xanh. Cảm ơn chị nha. Đẹp quá ha. Này chắc có lâu rồi nè chị. Wow, 10 năm. Đẹp quá. Dạ xe con để đi ra. Sa la.